này chợ Việt Nam là cái quạt. Nói cho tao chặt bà. Bấm quay chờ nãy giờ mày chưa bấm. Quay đi nè. Đây vải. Nghe nè. Chị Úc còn biết cái nghề này chứ bộ. Biết. Đây bếp nhà quý vị. Bấm giữ được không ta? Đi quậy vậy hả? Như bên đây như ta nhìn về Úc không phải nhìn má. Cái kèo bên đây đi. Giới thiệu các bạn mà về Việt Nam là đi mua bò ở chỗ bà này. Già lắm thiệt ơi. Bây giờ con cá mà nó sợ vậy á. Ờ lượng tiếng như đó cũng nhiều. Nhưng mà thịt mỡ nó bán là chà không hay được mua dạ chà vô. Đâu có ăn uống mẹ gì được đâu. Đi một kinh á. Mua đậu bắp. Đưa đậu bắp. Châm cố. Châm cố. Ngày nào không đi châm hết á. Ờ châm cố. Lấy đậu bắp thôi chứ nửa chén thơm. Chị cho em nửa chén thơm luôn chị. Em đây nhiêu chị? Quen rồi chứ trả tiền rồi. Lấy rồi luôn hả chị hai? Khác mà mày nói chứ. Hai chiên hả? No, chiên đó. Ừ, mặt vậy đó đẹp sao? Được không mồ. 7.000 rưỡi cô đem lại đây cô hết cho cô. Chị sẽ mua hai. Thank you.
mua bịch này ăn đi. Có đủ không? Đủ rồi. Cho em bịch đi chị Nhiêu. Ra 2 triệu. Đi xa xin xáo có bánh lăng nè. Cái gì nó có ăn không chị hả? Như sáng đòi ra ngoài. Ngoài đâu có gì đâu.